Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến Tết Trung Thu. Những ngày này, khắp các địa phương trong cả nước, đâu đâu cũng tràn ngập các loại bánh Trung Thu. Sản phẩm bánh Trung Thu năm nay rất đa dạng, phong phú của nhiều nhà sản xuất trong và ngoài nước bày bán trên thị trường. So với các năm trước, năm nay sản phẩm hàng Việt Nam chiếm ưu thế hơn nhờ mẫu mã và sản phẩm kiểu dáng phong phú đa dạng, giá bán phải chăng. Năm nay, bánh Trung Thu được bày bán rất sớm ở nhiều nơi nên nhiều gia đình đã mua về ăn, mang làm quà biếu người thân trong gia đình để mọi người cùng thưởng thức hương vị Trung Thu sớm. Tuy nhiên, cũng chính tại thời điểm này, các đối tượng xấu dễ lợi dụng để trà trộn vào thị trường những mặt hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả của các thương hiệu nổi tiếng. Vì vậy, người tiêu dùng cần tỉnh táo và lựa chọn kỹ lưỡng khi mua bánh về sử dụng để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Thôi, mỗi cứ năm là đến dịp Trung Thu là tôi là mua bánh về để cho các cháu để ăn Tết Trung Thu. Tôi cũng muốn mua ở những cửa hàng nó có uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu với gia đình ăn uống cho nó được đảm bảo. Chuẩn bị mùa Trung Thu đang tăng tới dần và cái nhu cầu bánh cho các cháu từ các loại bánh ngọt đến bánh truyền thống, bánh Trung Thu truyền thống cho các cháu cũng rất là nhiều. Và có rất nhiều các cái bánh hiện nay trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mời chào và không có tên tuổi, chúng tôi không cho vào siêu thị để bán. Và chúng tôi luôn chọn những cái sản phẩm có uy tín, có chất lượng và có thương hiệu. Ví dụ như là Hữu Nghị, bánh mứt kẹo Hữu Nghị, bánh mứt kẹo Hải Hà Kotobuki. Thị trường bánh Trung Thu năm nay, các thương hiệu lớn đã bày bán nhiều sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo tại các cửa hàng siêu thị với nhiều chủng loại và kích cỡ khác nhau. Hải Hà Kotobuki với thế mạnh và kinh nghiệm phục vụ, thương hiệu này ngày càng khẳng định được và trở thành thương hiệu uy tín, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Mục tiêu hướng tới những sản phẩm xanh, sạch, yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000-2005. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm tuyệt hảo nhất, đặc biệt là sự kết hợp giữa công nghệ Nhật Bản với hương vị truyền thống Việt Nam, doanh nghiệp này đã đưa ra thị trường bộ sản phẩm bánh Trung Thu cao cấp với các hương vị hảo hạng như bào ngư, vi cá, trà xanh, dâu tây, được thiết kế tinh xảo, sang trọng cùng với những tên gọi đầy ý nghĩa Thu An Khang, Thu An Thịnh, Thu An Phú, với mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất tới người tiêu dùng. Nhà máy tại Tiên Sơn thuộc công ty Hải Hà Kotobuki thực hiện những quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt từ khâu đầu vào nguyên liệu và đến khâu ra thành phẩm. Và tiêu chí của chúng tôi là vệ sinh an toàn thực phẩm là hàng đầu, là cái tiêu chí quan trọng nhất, và xong rồi đến chất lượng của sản phẩm được các chuyên gia của Nhật Bản sang kiểm tra và giám sát và đánh giá rất cao về nhà máy của chúng tôi. Theo nhận định của các hộ kinh doanh, từ nay đến Tết Trung Thu, thị trường bánh sẽ sôi động lên từng ngày. Song không vì thế mà có sự tăng giá đột biến, bởi lượng hàng đã được các doanh nghiệp chuẩn bị cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều đáng nói là cho đến nay, các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo nói chung và bánh Trung Thu trong nước nói riêng đã thực hiện tốt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020 của Bộ Công Thương. Nhờ đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại, các doanh nghiệp đã ngày càng khẳng định uy tín của mình. Các sản phẩm không chỉ có mặt tại các hệ thống phân phối trên toàn quốc mà còn vươn xa tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục được những thị trường khó tính như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Mùa Trung Thu năm nay chúng tôi đã chuẩn bị đưa ra thị trường rất nhiều các loại sản phẩm với mẫu mã đa dạng, bắt mắt, về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ từ các nguyên liệu đầu vào cho đến các khâu trong quá trình sản xuất. Thực hiện cái chủ trương người Việt ưu tiên dùng hàng Việt của chính phủ thì chúng tôi đã mở rộng hệ thống phân phối đi khắp các tỉnh thành của cả nước, và đặc biệt trong đó là có những sản phẩm chúng tôi phục vụ cả thị trường xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và các thị trường khác. Bên cạnh đó, với thị trường bánh Trung Thu đa dạng phong phú của nhiều nhà sản xuất được trưng bày trên thị trường, ngoài việc kiểm tra về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của các cơ quan chức năng nhà nước, rất cần sự chung tay vào cuộc của người dân trong việc nâng cao ý thức khi chọn lựa sử dụng các loại sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nếu phát hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng không đảm bảo, người tiêu dùng có thể liên hệ với cơ quan chức năng để tiến hành kiểm tra, giám sát kịp thời.